Em hái được rổ rau này, rau tí tô, rau thơm, rau kinh giới nè, cái rau kinh giới là thích ăn bún riêu cho nên thành ra hai chắc một rổ rau kinh giới, rau tầm ô, rau tí tô, đó. Thành ra là thích thấy rau kinh giới là thích là thèm nó bún riêu cho nên thành là phải nó bún riêu ăn đó. Thấy em vô em lặt em nó bún riêu ăn vì nó bún riêu. Các bà con ơi, thấy đã không? Ra cái là có một rổ rau riêng nha. Cái người nhà em nghe nhỏ thôi. Số gì nó cũng có đầy đủ để mà mình cần là mình có ăn, mình cần là mình có cá thì bắt lên nấu, có hai anh chị đến kia với một con rồng đó, hai anh chị đến với con rồng đó đẹp. Nướng hai chay chủ nhật, nướng hai chay này nè, nướng này cỡ chừng 30 phút. Nướng cái này không có còn ấy, không cần phải nướng nhiều, nướng sơ để mình về mình vô mình làm cái kia. Thịt bò bít bo, bít bo thịt bò, cái này tự về tự có tự ăn nè. Bún riêu cô đồng nha bà con, hồi sáng tôi đi hái lá kinh giới, tôi về tôi nấu nè bún riêu này. Nè huyết nè, cô đồng Tây Ninh á, cua xương về hàm huyết hấp dẫn chưa, nó ngon mà nó ngọt ơi là ngọt luôn nè, ngon mà nó ngọt ơi là ngọt luôn đó. Bún rau nè, gạch cua tôi vớt là tôi làm ô gạch cua nè, gạch cua vớt là làm ô gạch cua đó. Ăn là múc bỏ vô rồi em tôi nó cho một chè nhưng mà nó hơi đặc, giờ tôi bỏ thêm nước dừa vô tôi nấu lên nè, ăn xong có tráng miệng. Bà con thấy nọt bún riêu chưa? Bún riêu đã chưa? Bún riêu đã chưa? Hầm xương ống bự hấp dẫn chưa? Đậy nắp lại. Bà con tôi nó ăn nè. Đó, nó múc ra nó ăn đó. Ớt, mắm tôm, lỗ rau nè. Đó. Đầu sáng hay đổ rau mới nhớ đến bún riêu đó. Đó, đổ rau á. Ok bà con. Ok. 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 Ok, bye bye. Đó, anh chị đứng ở trong vòng đó. Đẹp chưa? Tầng thì cha có thôi. Nên được không gì được trồng nè con. Cần thì để có thôi. Wow, cái bưởi nhà em là thích ơi là thích luôn, trái ơi là trái nè. Cái đám của em, tập nhạc của em. Cái đám tập nhạc của em vậy mà em trồng em ăn hoài không hết. Bưởi. Bưởi. Ồ. Con thấy bưởi chưa? Bữa nào cũng quay cái bưởi không cho bà con coi nha. Nè hành. Đám rau tập nhạc của em á. Mình thích lắm á, đó. Tập nhạc của em á. Đủ rồi đâu. Chừng ô thôi mà có đủ ăn, cần cái ra hái. Cần em ra em hái cây lựu này nó ngon lắm nè, nó có trái. Cây này cây chanh, tụi nhỏ trái, cây chanh vàng. Trái xung xê. Nhà em cái trước mà đồn thân màu đen. Nè, cái táo tàu của em hôm nay trái quá trời kìa.
cây hồng rất là ngon, nhưng mà sắp ăn hết nè, sắp ăn hết, sắp ăn hết nè, sắp ăn hết nè. Con vịt cây pít kêu tay vẽ màu tím nha, cái này màu tím nha bà con, em là màu tím nha bà con, trái nhiều lắm á, chuẩn bị mà hái nè, chanh cam thắt sạch. Này cũng cây bưởi nè, nhưng mà giờ 7 năm 8 năm rồi á, giờ sắp sắp sang năm có trái. Thì cây hồng thanh long hoa, đây cây dần dần bầu chuẩn bị nó chuẩn bị ra trái, ai dần biết đeo chứ, trồng chậu không nè, đám rau của em nè, em cũng đem hái vô đó, cỏ của em nó sai mình luôn, trái mình luôn, trái bé ghép. Bí đao của em là chuẩn bị có trái rồi nè, nè cam trồng nằm trong ô đất để mà trồng, không trồng gì trồng. Béo nè, thanh long 2 năm mà không có trái, không biết sao mình bỏ phân hay sao đó. Mình hết tất thái, cây này là cây trúc thì xăng màu đen rồi hả, xăng dưỡng thui cây trái đã thích rồi đó, đó. Đây để tập thể dục á, ok, bún riêu chiều nay.